Vị trí thứ tư, tổng lượt view là 41.900.000. Code 4Z là câu chuyện kể về Kisaragi Gentaro, một học sinh chuyển trường với phong cách ăn mặc và đầu tóc hết sức kỳ lạ so với học sinh của trường nơi mà anh tham gia học. Nếu tất cả mọi người đều mặc đồng phục xanh dương, thể hiện là một học sinh gương mẫu, thì anh lại hoàn toàn trái ngược. Với một bộ đồ đen toàn thân, mái tóc vuốt kèo 502, anh thể hiện rõ bản thân không phải là một người tốt lành gì. Nhưng thực chất lại hoàn toàn ngược lại, một con người thân thiện, hòa đồng và muốn kết bạn với tất cả mọi người mới là thứ mà Gentaro hướng tới. Bước vào ngôi trường mới, không phải chỉ gặp những bạn học khó chịu với thái độ của anh, một thái độ hết sức ảo tưởng khi nghĩ tất cả mọi người sẽ là bạn của mình, mà còn đó là những bí ẩn xoay quanh ngôi trường, nơi mà những chòm sao đang hoạt động. Bọn chúng sở hữu sức mạnh của những suýt, giúp con người trở thành những quái vật mang sức mạnh của những vì sao. Để quá trình này kéo dài, chúng sẽ thăng cấp để trở thành một trong 12 cung hoàng đạo, những kẻ mang sức mạnh vô cùng to lớn. Gentaro tình cờ như bao nhiêu vật chính khác trở thành Coral 4Z để bảo vệ ngôi trường của mình, sở hữu sức mạnh của những chiếc suýt. Và lần đầu tiên sở hữu cả 4 chiếc switch trên driver, anh có khả năng kích hoạt vũ khí từ tay và chân mình để tạo những đòn combo hết sức đẹp mắt. Chủ đề liên quan tới trường học là một trong những chủ đề được khai thác khá tốt trong series của 4Z. Những bí ẩn trong trường cũng như hơi lực cao cấp hơn so với học sinh trong trường.